Xin thưa các bạn, một chủ đề không hề mới, thế nhưng mà mình chợt nhận ra rằng có khá nhiều người vẫn còn đang thắc mắc về cái vấn đề này. Cụ thể nhất thì ở trong video iPhone 14 Pro Max mình lướt lại thì có rất nhiều người hỏi không có khay SIM thì làm sao để có thể gắn SIM vào những chiếc máy này được. Cụ thể thì ở đây, Pro này làm sao để setup số điện thoại Mobifone trên iPhone 14 Pro á bạn đang muốn mua mà chưa hiểu nắm chỗ này. Mong được giải thích, cảm ơn Pro đẹp trai. Uầy, nghe đây nở hết cả mũi. Rồi, thì đây sẽ là video mình chia sẻ đến cho các bạn cách để chúng ta có thể thêm SIM vào những chiếc iPhone Mỹ và cũng như một số những ưu điểm từ việc là chúng ta không có khay SIM ở trên chiếc máy này thì nó sẽ có gì. Hãy cùng nhau bắt đầu video ngay bây giờ. Chào mừng các bạn đã đến với NT Studio. Đừng quên để lại một like, một subscribe để chờ những video mới nhất đến từ mình. Trước tiên thì chúng ta sẽ cần phải nhắc lại về những chiếc máy iPhone Mỹ, thì kể từ những chiếc iPhone 14 trở đi thì những cái chiếc máy đến từ thị trường Mỹ sẽ không còn khay SIM nữa, bao gồm 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max và nguyên cả series iPhone 15 cũng sẽ không có khay SIM trên những chiếc máy này, mà nó sẽ chỉ có eSIM mà thôi. Và eSIM thì nó là một cái công nghệ SIM điện tử được tích hợp sẵn ở bên trong chiếc máy, và để có thể thêm được SIM vào trong những chiếc máy này á, chúng ta sẽ cần phải có một cái mã QR code để có thể quét. Thì cái mã này lấy ở đâu? Cái mã này các bạn có thể tới bất kỳ một cái đại lý ủy quyền hoặc là những cái trung tâm của nhà mạng, thì các bạn sẽ yêu cầu là chuyển đổi từ SIM vật lý sang eSIM, thì bên đó họ sẽ cung cấp đến cho các bạn một cái mã QR. Đây là ví dụ cái eSIM mà mình đã được nhà mạng cung cấp này. Các bạn sẽ đi vào bên trong phần cài đặt di động, sau đó thì các bạn sẽ bấm vào phần thiết lập mạng di động. Nó sẽ xoay một lúc và nó sẽ ra hai tùy chọn. Một là các bạn sẽ chuyển eSIM từ một chiếc iPhone cũ sang. Còn nếu như các bạn không có iPhone cũ mà đang sử dụng eSIM thì các bạn sẽ bấm vào sử dụng mã QR. Nó sẽ ra một cái giao diện như thế này, thì các bạn sẽ quét vào cái mã QR này. Hoặc là nếu như đơn giản hơn, các bạn muốn nhanh hơn thì chúng ta sẽ đi vào phần camera. Sau đó thì các bạn sẽ đặt vào đây. Nó sẽ ra hiển thị là gói cước di động, các bạn sẽ bấm vào này. Và nó sẽ yêu cầu các bạn là kích hoạt eSIM. Thì bây giờ chúng ta chỉ cần bấm tiếp tục là cái SIM nó sẽ bay vào bên trong điện thoại của bạn. Và bây giờ những cái nhà mạng ở Việt Nam thì tất cả những cái nhà mạng đều hỗ trợ eSIM rồi. Viettel, Mobifone, Vinaphone hay là một vài những cái mạng ảo, ví dụ như iTel, Wintel, hay là SIM của FPT mới ra mắt này, hay là SIM local này. Nói chung rằng là tất cả những cái nhà mạng ở Việt Nam bây giờ cũng đã đều hỗ trợ chúng ta eSIM. Nên cái vấn đề bây giờ mua máy Mỹ về dùng SIM kiểu gì ấy, thì nó quá dễ rồi. Các bạn chỉ cần tới nhà mạng yêu cầu đổi sang eSIM là các bạn đã có QR code để quét vào bên trong chiếc máy. Mọi việc thì quá dễ dàng. Vậy thì ưu điểm của việc khi mà chúng ta dùng một chiếc máy Mỹ không có SIM vật lý nó sẽ đến từ cái gì? Cái thứ nhất đó là giá bán. Các bạn có thể thấy với những chiếc máy Mỹ những năm trước đây thì nó sẽ cao hơn so với giá của những chiếc máy đến từ Hàn Quốc, đến từ Nhật Bản. Nhưng với việc những chiếc máy Mỹ bây giờ không còn khay SIM thì những chiếc máy này nó lại có mức giá bán dễ chịu hơn so với những chiếc máy đến từ Hàn Quốc, đến từ Nhật Bản, đến từ bla bla. Nói chung là đối với những cái chiếc máy mà có khay SIM thì con này nó sẽ có giá rẻ hơn. Ví dụ như con iPhone 14 này này, tham khảo di động Mỹ thơm cực kỳ. Và ngay cả với những con iPhone 15 Pro, 15 Pro Max mới tại di động Mỹ ấy, thì giá của nó cũng sẽ rẻ hơn vài triệu đồng luôn. Nói chung rằng là cái ưu điểm đầu tiên là giá của nó thơm hơn so với những con máy khác. Cái thứ hai đấy là nó sẽ an toàn hơn trong quá trình sử dụng nếu như các bạn bị kẻ gian móc túi mất. Bởi vì các bạn sẽ thấy rằng là thường chúng ta sử dụng iPhone thì sẽ đều là máy chính, mà máy chính thì sẽ phải dùng SIM chính gắn vào đây. Mà SIM chính thì sẽ là cái SIM nó sẽ liên kết với cái tài khoản iCloud của các bạn. Nên trong cái quá trình mà các bạn bị giật máy mất thì kẻ thủ ác này có thể sẽ rút SIM của các bạn ra, sau đó thì gắn sang một chiếc máy khác và nó sẽ gửi một cái tin nhắn OTP sang cái máy đó để thay đổi mật khẩu iCloud của bạn. Sau đó thì nó sẽ thoát iCloud của bạn ra khỏi chiếc máy này. Rất dễ dàng đúng không ạ? Còn đối với những chiếc máy mà đã không có khay SIM vật lý thì tất nhiên nó sẽ không làm cách nào để có thể lấy SIM ra khỏi chiếc máy này được. Và từ đó thì nó sẽ khó khăn hơn trong việc là lấy OTP để reset, để thay đổi cái mật khẩu iCloud của bạn. Và cái chiếc máy của bạn sẽ có cái khả năng tìm kiếm dễ hơn. Đây sẽ chỉ là khả năng tìm kiếm lại dễ hơn thôi nha. Tại vì bây giờ theo như mình biết thì có rất nhiều cách để đội thủ ác này có thể out iCloud của bạn ra ngoài, bằng việc là gửi một link fake đến số điện thoại của bạn này, hay là cũng sẽ có những cái tool can thiệp trực tiếp vào server của Apple. Thì những cái này nó ngoài cái phạm vi hiểu biết của mình rồi, nên là mình cũng sẽ chỉ chia sẻ được đến đấy mà thôi. Còn việc can thiệp như thế nào để thoát ra được thì mình mới biết, thì chắc là mình cũng đi làm theo chúng nó rồi.
Tóm lại, trên đó là cách để chúng ta thêm được một cái SIM vào bên trong những chiếc máy iPhone Mỹ như thế này, và cũng như một vài những ưu điểm mà mình muốn chia sẻ đến cho các bạn khi mà các bạn sở hữu một chiếc máy iPhone đến từ Mỹ. Đặc biệt trong số đó thì cũng có rất nhiều người có một cái tâm lý, đấy là những chiếc máy đến từ Mỹ với một cái thị trường có tiêu chuẩn khắt khe thì nó cũng sẽ là một chiếc máy có chất lượng tốt hơn so với những chiếc máy đến từ thị trường khác. Và các bạn thấy sao về những chiếc iPhone Mỹ này? Hãy comment để lấy ý kiến ở phía bên dưới phần luận của video. Video của mình thì dừng lại tại đây. Các bạn hãy đừng quên để một like, share và subscribe cho YouTube của NT Studio. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.